Hello, everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Một con game Tam Quốc ha, phiên bản phi full và phi và phiên bản lực chiến vô hạn ha. Chúng ta có thể cho lực chiến nó lên tỷ ha, chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ đều được ha. Đó, phiên bản không giới hạn. À, ok, nhưng mà đầu vô chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game. Và cái nhiệm vụ đầu game này thì Heo cũng nói hoài à. Thì đầu vô chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game và chúng ta phải chạy hết cái nhiệm vụ đám mây luôn. Vấn đề là hết luôn nha. Chúng ta mở hết mấy cái nhiệm vụ đám mây luôn thì chúng ta mới mở được level và 200 cũng như là nhận phúc lợi đồ ha. Chứ đầu vô anh em nhận phúc lợi thì nó sẽ bị lỗi game này nọ ha. Đó, nên là chúng ta hãy chạy hết cái nhiệm vụ đám mây nè. Đó, thấy không? Thấy màu trắng không? Cái màu trắng xung quanh đây là nhiệm vụ đám mây ấy. Đó, và chạy hết nhiệm vụ đám mây thì nó lên đâu tầm level khoảng 30 á thì chúng ta chạy thêm một cái nhiệm vụ nữa thì nó sẽ lên thẳng level 200 luôn ha. Đó, còn anh em nào làm không được thì inbox cho admin ha. Đấy, vì Heo không phải là admin game và bên Heo cũng không mở game server gì nha. Nhiều anh em hay bị lầm tưởng như vậy lắm. Rồi, đầu vô chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game nên là để nó đây đi, tí Heo chạy sau. Bây giờ chúng ta tới thông tin server. Đây, phiên bản công thành xưng đế ha. Công thành xưng đế phi VIP 17 new bản không giới hạn. Đó, Tam Quốc xưng đế phi VIP 17 phiên bản không giới hạn. Khai mở máy chủ test ngày 17 giờ ngày 18 tháng 1 2022. Tạo tài khoản đánh mê vụ lên level 200 nhận phúc lợi 17. Phúc lợi 17 nhận 1 tỷ ha. Và full tướng. Đây mê vụ là mấy cái hồi nãy theo chỉ anh em á. Cái màu đám mây á nè, mê vụ là đám mây á. Trong quá trình đánh mê vụ là đám mây bị lỗi, xin vui lòng liên hệ admin. Admin là fanpage này nè ha. Công thành xưng đế này nè ha. Không thì chúng ta vào cái link Tam Quốc xưng đế chấm club gì đó. Đó, thì vào đây thì tải game và inbox cho admin luôn cũng được. Rồi ở đây chúng ta có nhóm Zalo của admin nè ha. Và bên em không mở nhóm Zalo này hết ha. Rồi tỷ lệ nạp 100.000 bằng 10 triệu kim nguyên bảo, 500.000 bằng 60 triệu kim nguyên bảo, 1 triệu bằng 120 triệu kim nguyên bảo ha. Ủa đâu? À đúng. Đúng rồi. Và 2 triệu bằng 250.000 kim nguyên bảo. Đó, mà game này vô thì nó free full hết rồi anh em. Vô là chúng ta chỉ chuyện chơi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nhiệm vụ đầu game cái ha. Rồi xong rồi lên level Heo sẽ nhận đồ ha. Rồi hướng dẫn tiếp chứ bây giờ cũng không có gì ngoài cái nhiệm vụ tân thủ rồi. Ok, đợi tí nào. À, hồi nãy đang quay thì nó cúp điện nên cái phần ấy nó không có hiện lên ha. Bây giờ Heo để lại nè ha. Đây, thì nãy giờ lăn tâm mê vụ rồi lên level xong rồi hả, và có lên thêm ít VIP. VIP này chúng ta có thể chạy từ từ để hướng dẫn luôn cho nè. Đây, cái điểm VIP vô thì chúng ta sẽ được về VIP 17 rồi. Còn quà VIP thì đây giới thiệu quà VIP xong cái đã. Đây đây quà VIP ha, chúng ta có tướng đồ nè. Đó, Tôn Thượng Hương, Quang Vũ, Điển Vi, Quách Gia đồ hả. Rồi càng lên cao thì chúng ta sẽ có tướng thêm nữa và có tướng thần hả. Đúng rồi, thần đâu rồi nè. Thái Sử Tử Nghĩa hả, rồi Triệu Vân đó, Quả Thần Trung Dung đồ hả, Tôn Bá Phù, Điêu Hiền, rồi Hoàng Nguyệt Anh, rồi nè Phục Vương Lưu Quyền Đức nè hả. Đó, rồi Nguyệt Thần Điêu Hiền nè hả, Tư Mã Trọng Đạt nè. Đó, Gia Cát Học Minh, Tử Hoàng, Tôn Phu Nhân, rồi Ngô Ngụy Dương rồi nè hả, rồi Ngô Vương nè. Đó, tướng thần không đó. Rồi ở đây Quan Vân Trường đó, rồi Lữ Phục Tiên, rồi Tuyệt Đại Sông Kiều, Hoàng A Sủ, rồi Chu Công Cẩn ha.
đó, rồi Hán Chiêu Liệt nè, Lưu Bị đồ nè hả, Ngụy Võ Đế, Tào Tháo, Ngô Thái Tổ đồ nè hả, Mã Hận Trúc Dung nữa nè, đó rất nhiều hả. Và anh em nhận viết cho lên tới VIP 17 thì chúng ta sẽ có 1 tỷ hả. Đó, hồi nãy giờ heo xài cũng hết một mớ rồi, đơn đồ đồ này nọ. Thì với lại thêm 5 triệu huy chương vàng và huy chương bạc ha. Đó. Rồi anh em muốn lên nữa. Vậy ở đây hồi nãy giờ lên được VIP 19 ha. Rồi chúng ta sẽ có hai con tướng mới. Đó là Trương Ích Đức và Đổng Trọng Dĩnh ha. Đó. Đó, đó rất là nhiều luôn. Anh em có thể lên hết full VIP luôn. Bằng cách sao? Chúng ta sẽ vào cái phần sự kiện. Đây. Điểm danh ha, điểm danh chúng ta sẽ nhận được tướng quân lệnh. Đó. Đang hiện có cũng một mớ. Đó. Rồi lễ bao đồ ha. Đó, rồi nhiệm vụ quốc gia nữa nè. Đó, sẽ nhận được huy chương bạc và huy chương vàng. Đó. Rồi nhiệm vụ hơn, này năng động hàng ngày. Chúng ta sẽ có được huy chương đồ ha. Và ở đây chúng ta được quân lệnh nữa nè. Rồi nhiệm vụ trong kia chúng ta lại được quân lệnh nữa. Nói chung là quân lệnh đó chúng ta làm gì? Quân lệnh đó chúng ta sẽ cắn và lên VIP ha. Rồi để coi. Đây 1, 3, 5 đúng không? Ok, không biết hồi nãy heo cắn nó lên chưa. Nếu cắn lên rồi hiện giờ cắn không được nữa. Đây, nè. Dùng hết. Đó. Đó là 1, 3, 5 đúng không? Nè, đó thấy không? Anh em thấy không, hồi nãy là 135, bây giờ là 140 nè, không? Đó, anh em ăn một cái là chúng ta được 2, 4, 6, một cái như vậy là 1 triệu anh xếp VIP ha. Đó, nó nằm khoảng như vậy đó. Rồi tướng hồi nãy giờ nhận nè, đó, quan dân trường, đó, quân thần học binh. Rồi chúng ta có Hoàng A Sủ, Trương Ích Đức nè, đây. Đổng Trọng Dĩnh nè ha. Nãy giờ mới cộng lên có 35 à. Và mấy cái này nguyên liệu này chúng ta lấy ở đâu hả? Đây. Chúng ta cũng vào phần này luôn. Rồi lễ bao vụ lên cấp chúng ta sẽ được nhận quà nữa ha. Đó, chúng ta lên 200 thì chúng ta sẽ nhận được một số quà cũng khá là nhiều. 100.000 đâu điểm rồi. 1 2 3 4 5 6 khoảng lên 200 chúng ta nhận thêm 600.000 quân chương nữa ha. Rồi quà điểm danh nè. Điểm danh hàng ngày, ngoài cái việc mà điểm danh này thì chúng ta sẽ còn thêm một cái điểm danh này nữa ha. Để nhận được quân lệnh nữa. Đó. Rồi đổi tướng. Ở đây A-Sep rồi chúng ta sẽ đổi quà đồ ở đây ha. Và chưa, đây có sự kiện nè. Đó. Rồi hồi nãy giờ heo tiêu ở trong này khá nhiều. Ở trong này chúng ta có thể đổi phù văn rồi mạnh tướng rồi ha. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đổi đồ nè. Ở đây chúng ta đổi được đá hăng cấp chiến xa vàng. Đó, cái này rất là giá trị nha. Để nâng cấp cái chiến xa chúng ta lên. Hay xếp người chơi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có linh kiện chiến xa vàng nữa ha. Này là 2, 4, 50 ngàn. Đó, anh em đổi cái này để lên VIP cũng được. Nãy giờ xài hết cả mớ rồi. Đây, rồi ở đây chúng ta được chiến xa nè ha. Rồi đá, rồi ngọc, rồi cái kiểu. Rồi chúng ta kéo xuống nữa. Ở dưới này chúng ta sẽ thấy được đây. Mảnh tướng, tướng VIP ha. Đó. Đó, mảnh tử hoàng, mảnh tướng thần nè ha. Rồi ở đây cũng lại được tướng thần nữa nè. Rồi mảnh quan vân trường. Đó. Rồi hoàng A Sủ. Rồi ở đây chúng ta có mảnh tôn phu nhân. Ở đây Chu Công Cẩn nè ha. Đó. Trước ở đây nhớ là nhiều lắm. Bây giờ chắc giờ vô cái VIP hết rồi. Ok, ở đây nãy giờ hình như là mảnh huy chương vàng heo nhận được cả hai hả? Ok man, được thêm 1 triệu nữa nè. Đó, nhiệm vụ ngày đồ ra rất là nhiều. 1 triệu này chúng ta có thể đổi A-Sep người chơi đồ ha, là cái gì đó rất là nhiều ha. Đổi thử cái coi. Đây, đó một lần thôi. 219 đúng không? 219.91. Ok, đó, thấy không? 214 rồi. Đó, đổi thì nó sẽ tụt xuống 2 triệu mấy mà. Ta có 2 triệu 1. Ok.
Rồi ở đây chúng ta đánh bại 600 lính địch, chúng ta sẽ nhận nữa nè. Đó, nhận hết luôn ha. Bảo bật Aesop kim nữa ha. Aesop gì kim nữa nè. Đó. Chúng ta chăm làm nhiệm vụ rồi đánh phó bản công hành đồ là nhận được full đồ à anh em. Game này là cài cuốc là chúng ta sẽ được lên lên top ha. Đó. Tiêu hao kim cương nè, nãy giờ nè, kim nguyên bảo nè. Nãy giờ tiêu hết cả mớ rồi. Đó. Rồi xếp hạng lực chiến đang hạng 2 ha. Đó. Ok, trời, xe bờ mới mà anh em. Xe bờ mới nên còn đang test nên heo vào heo quẩy mà. Trời ơi, thấy hay nên up cho anh em nè. Đó. Con lành không? Giờ còn đánh cái gì nữa đâu? Đi công hành. Ủa thất bại nữa hả? Chiến lệnh. Ok man. Giờ đang chuẩn bị làm tiếp mấy cái này nè anh em. Đó. Rồi nhận tiếp nè. Đó, 1 triệu nguy chương với 100 ngàn đá khăn sao và linh kiện khăn sao hả? Ok man. Mua A-Sep. A-Sep đây nè. Mua 5 lần. 5 lần hả? 50 lần gì đó. Ok, 5 lần nữa đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Đó. Năng động hàng ngày này nó sẽ ra rất là nhiều hả? Rất là nhiều đồ nên là anh em cứ việc làm nhiệm vụ hả? Cái gì quên mẹ nè. Cái này cái đó là cái gì quên rồi ta. Cái... Nguy chương chúng ta sẽ đổi ra được rất là nhiều đồ nên là anh em ráng làm mấy cái nhiệm vụ để mà ra nguy chương ha. Đó, nhận tiếp. Ok, sắp đủ rồi anh em. Khiêu chiến binh lính gia, khiêu chiến liền. Đội hình này mà ngán ai nữa. Đó, đó thấy không? Được 100 triệu lực chiến kìa. Đó, trời ơi, đâu phải là chuyện đùa. Ok, kêu chiến xong rồi thì ra lãnh quà. Đó, đó, được thêm một cục A-Sep VIP nữa nè ha. Đấy, rồi anh em cứ việc làm cái này thì nó sẽ ra đồ và quà rất là nhiều ha. Và nhớ làm cái nhiệm vụ hàng ngày trong cái phần event nha anh em. Ok, rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Hiện server đang cho update ha. Chưa biết khi nào open nên là cứ quẩy đi ha. Ok. Đó, nhớ nha, gán cài lên VIP 19 thì chúng ta sẽ lụm luôn hai con tướng mới ha. Đó. Ok, rồi, ơi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha. Và máy chủ test sẽ open 17 giờ ngày 18 tháng 1 ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.